Hello mọi người. Hôm nay mình có bạn đồng hành của mình nè. Xin chào đi con. Hello. Hello. Chân có thương mami không? Ừ. Mami nói nè. Chân chân chắc. Dạ dạ dạ. Loves mommy? No no no. Why why not? No no no. Bé chị tốt. Yeah, đã chưa? Hello, xin chào mọi người. Lâu lắm rồi mình không có quay video cho mọi người coi ha. Nay mình tự nhiên mới cảm thấy hứng lên nè, làm cái video. Cũng quá nhiều ngồi ăn nói chuyện với mọi người thôi. Thì hôm nay là ngày Chủ nhật, ở nhà hai cha con trên lầu ngủ, dẫn anh nhỏ này xuống đây với mình. Thì ăn không có gì hết, chỉ làm bông cải luộc chấm với nước chấm. Còn cái này là da gà nè mọi người. Đó, da gà với lại khô. Ăn chén cơm. Mập chứ ăn toàn hư dữ luôn. Hình muốn ăn này hả? Mềm mé. Cho chó. Shani. Shani. Anh mới nói được chữ cái thôi mọi người, chưa nói một lèo. Đang tập nói, chưa 2 tuổi. Nè con. Nè cầm đi sẵn cầm đi. 2 tuổi. Bé 2 tuổi rồi. Cầm đi, nè. Hai đâu rồi con? Ừ. Sanh đang hai đâu? Ừ. Chị hai đâu? Bé nhỏ. Ừ. Ăn luộc. Ừ. Ừ. Lên cho má hả? Ừ. Má chùi tay. Chùi tay. Xanh đâu chỉ má gọi. Ừ. Hello. Anh này á, bò lém lắm. Biết mình mami lắm. Thường để thằng ra trai mê quá. Mi con chỉ ganh tị lắm. Tối ngày chỉ nói là mami thương em chút thương chị. Tại vì cái tuổi của ảnh đang lớn, biết cái này biết cái nọ thành ra. Có hai đồng tiền này mọi người, như ba ảnh vậy, mà tại ba ảnh có râu cái che lại. Cái này là dì Út của anh phát hiện á, hồi mới sanh là chỉ thấy rồi mà mình sao mình không thấy. Giờ càng lớn cũng càng thấy. Trên ơi, hai đâu rồi con? Trên hôn mami cái coi. Trên có hôn mami không? Không. Rồi mami kêu nè, Sanh ơi. Má kêu nè, Sanh ơi. Sao nè, nách nhẹ. Sanh ơi. Dạ. Dạ. Hồi đó anh mỗi lần kêu anh cái nói watch, watch. Giờ cái anh dạ, watch, watch. Má nói nè, Sanh ơi. Dạ. Giỏi chưa. Còn lúc anh ghẹo mình á, mình kêu Sanh ơi cái nói watch. Watch the paper for you. Mình ăn bông cải nè mọi người, mình thích lấy mấy cái cọng mà ở gần gần cái lá đó, thường ta bỏ mình thích ăn ăn những đồ giòn giòn ngon. Nhưng mà nãy luộc bỏ nước hơi lâu á cho nên nó bị hết giòn rồi. Ở nhà không sao, mình ở nhà riết rồi cũng quen à, không có chán, chỉ sợ cho mấy đứa nít á bị bó buộc quá.
Như mi con á thì mình sợ, còn mi xanh thì mình cũng sợ, tại từ lúc mới nó bị nó lớn tới giờ 1 tuổi, tới giờ là quen cái nạn dịch rồi, ảnh vừa biết đi đâu là bắt đầu là Noel đó, thì dịch nó tới rồi, cho nên ảnh chỉ biết trong nhà thôi, cho nên ảnh chưa biết sự khác biệt. Còn mi con á là 5 tuổi rồi, thành ra chị cảm giác phụ túng. Mỗi lần chị muốn complain gì, chị hay nói là chị muốn ra ngoài ra chơi được, mà ba ba với mami không chơi với chị. Nhất là của mấy cái nơi mà khí hậu đẹp á, là giờ này nó bị stress dữ lắm, tại nó bị nhốt trong nhà. Còn bên mùa đông thì chắc cũng đỡ, là nó quen rồi, 6 tháng ở trong nhà, mùa hè mới ra ngoài chơi cho nên quen rồi, không sao. Cái tỉnh của mình, cái tỉnh của mình năm nay mùa đông nè, rồi cái dịch nó qua đó, trời ơi, tỉnh mình là nặng nhất, thành phố Alberta của mình là nặng nhất, cái thành phố ở tỉnh Alberta của mình là nặng nhất. Giờ họ kêu gọi là ở nhà luôn, hạn chế ra đường, nó phạt đó mọi người ơi, có nhiều người bị phạt rồi đó, chứ không phải giỡn đâu, ai cũng ý y. Mình trong mùa hè hết dịch, mình nói mùa hè hết dịch dẫn mấy nhỏ đi Disneyland chơi, mấy con nó muốn đi mà ba nó nói chờ mi xanh tới 4-5 tuổi đi rồi đi, làm cho hai đứa nó biết hết. Mình nói tới 4-5 tuổi là mi con nó lớn, nó qua cái tuổi nít đó, nó chắc nó không có may. Ông nói chờ Disneyland nè, Disneyland như Disneyland phải không? Disney World gì đó, là tới mấy chục tuổi cũng còn ham nữa, chứ đừng nói chi 10 tuổi. Cho nên không biết làm sao. Thì vô đó coi rồi mình book mình đi. Tự nhiên ngứa. Cái dịch này không biết mọi người sao. Tôi đeo khẩu trang. Trời ơi, giờ nó đỡ rồi nè. Bắt bị kỳ này ở nhà không có ra ngoài, cái mùa gặp cái mùa hè mình làm cái sân của mình ở làm sao á, mình đeo khẩu trang á, trời ơi mụn má ơi, nó nổi quá chừng. Mà cái mặt của mình là hồi nhỏ lớn giờ không có mụn, nó có mọc lên mọc dùm dọng trong cái sấy tóc gì nè thôi, chứ nó không có đây. Mà trời ơi cái đợt này đeo khẩu trang vô mà nó nổi khủng khiếp, nó nổi lấm tấm mà nó nổi mụn mủ á. Cái từ từ cái mình để cái nó hạ, giờ cũng có hơi lạc mấy cái thẹo vậy nè, không phải thẹo mà cái dấu vậy đó, chứ không có lủng lỗ. Mình là nghĩ từ từ nó phai đi. Nay mình không dám ăn cơm nhiều, mình ăn cơm nhiều lắm mọi người. Làm cái YouTube video này á, hồi xưa mình nghĩ ôi post lên mình thấy hai cái nghề mà mình thấy rất là dễ, mà thực ra hậu nó rất là trong gai mà nó khó mọi người, nhất là nghề bán đồ online, hàng online ha. Thứ hai là làm YouTube thấy thì dễ, mà mọi người nào làm được thành công là người đó rất là may mắn luôn. Mình thấy tất cả là nhờ may mắn, không có hay hết như này hết. Mình làm cái video lên, ai cũng upload lên hết. Mà có người hả, trời ơi, mấy năm, 10 năm, 5 năm cũng thấy thành công. Có người đăng lên có đêm mà 1 triệu view. Còn mình thấy hai cái nghề đó, hồi là mình ở nhà mình sanh bé đó. Cô mình động viên mình thôi, ngày mình quay video đi, để lên thì lúc đó nó nào ngay. Ngái niệm của mình chỉ nói ơi, để lên cho gia đình bên Việt Nam coi, thay vì mình gửi Viber này kia cái dung lượng nhiều quá không.
cái giờ làm lại thấp. Mà mình làm như không có duyên trong mấy cái ngành này hay sao không biết. Làm đó mai coi hết nè. Mình tự bắt mình coi luôn. Còn bán hàng online cũng vậy đó. Mình cũng tính bán. Mua đồ rồi. Hàng sale đồ này kia bên đây mà gọi là hàng tốt á, mặt sale á. Mình gửi Việt Nam bán. Mà trời ơi, mình mới bán, mới dự định thôi, gửi về là bên Việt Nam bán chứ không phải mình bán nữa. Nhưng mà trời ơi, chưa gì hết, nhức đầu cũng chết. Bán mới có bắt đầu thôi. Mà giá cả gì mà trên trời dưới biển. Nhiều khi mình thuyết phục cái người nhà của mình mà còn không được nữa, sao mình thuyết phục khách. Mình mua cái đồ bên đây đã giá đã, mình thấy trời ơi sao giá bên đây mình mua mà nó là đã mắc hơn. Nó đã mắc hơn cái mắc hơn hoặc là bằng với cái giá người ta bán ra bển rồi. Mình nói ủa sao mà nó nhập từ bên đây về rồi nó bán luôn mà sao cái giá ngộ. Mình không biết được luôn, nhiều khi rẻ hơn nữa mà để là hàng thiệt. Hình đâm ra hàng của mình thiệt rồi rốt cuộc mình bán đâu có nổi. Chỉ có người nhầm mà họ quen á. Người kia thì mình không biết họ bán cái kiểu gì mình không hiểu nổi luôn. Rồi cũng thất bại. Mình thấy nó dễ ăn mà thật sự rất là khó. Mình không được, không có duyên. Người nào mà thành công được mấy đó là mà hay lắm, có duyên. Thôi kệ, mình cứ cần cù mình làm. Có rảnh thì quay lên cho có ai coi thì coi. Còn mấy ngày sau này mình nhìn lại mình có một cái chuỗi video kỷ niệm. Cái bông cải bự dễ sợ mọi người. Mà có 2 đồng mấy. Mình đi đâu ăn sao mình thấy nó rẻ thấy sợ luôn. Bên đây á, ngộ ghê á. Cái đợt dịch này nè, mỗi lần mà gọi là lockdown hay là giấy nghiêm gì cũng vậy nữa, mỗi lần vậy là mình thấy đồ ăn á, ở chợ Tây á là nó lại bán rẻ. Nhưng mà nó bán giới thiệu số lượng có hạn. Có nghĩa là thí dụ như gạo đồ nó bán giá y chang vậy, nhưng mà số lượng là mình mua được một gia đình được 2 bao thôi. Còn giấy đồ cũng vậy nữa. Mà mình qua tới chợ châu Á của mình một cái hả, gạo thường một bao như vậy là 36 đồng. Mà tới hồi mà đợt năm rồi á nha, chứ năm nay là mình chưa đi qua chuyện chợ Việt Nam, mình không biết năm rồi. Mà vừa nghe lockdown cái mình qua chợ Việt Nam, một bao gạo mà mình ăn 48 đồng, tức như là nó lên gần một nửa, nó gần lên bên kia là 36, nó lên là 12 đồng á mọi người, coi không, khủng khiếp. Còn đợt này mình lo mình đi chợ Tây, mình đi chợ wholesale á, mình mua chợ wholesale nó vẫn còn có 36 đồng một bịch à. Còn mấy chợ kia nó bán mất con quỷ rồi. Nói gì nói sao người cùng nước mà lại nói xấu với nhau, chứ không phải nói làm những cái điều không có một cái điều gì để mình tự hào hết trơn. Mình kỳ lắm. Mình qua bên xứ này á, mình nhận thấy mắc cười lắm. Mình làm cái gì cái mình hay nói đi lại chỗ Việt Nam của mình ha. Từ học tới xe những chuyện gì mình cũng Việt Nam. Mà không biết mọi người có nhận thấy hay là nhiều người vô cái hướng là vô cái thế là mình phải kiếm Việt Nam thôi chứ không có thế nào khác thì không biết được. Còn như mình có được lựa chọn này kia thì mình biết.
cái gì mà nói mình mới kiếm đến cộng đồng Việt Nam là mình thấy thua. Đồ nó cũng mắc hơn, làm dịch vụ á, thì nó cũng ăn mắc hơn, mà nó cũng có cái kiểu hạch sách hay này nọ hay ra rẻ này kia. Bởi vậy ai tưởng đâu là làm không biết tiếng Anh, đi lại mấy người đó họ giúp nghe em, theo như mình thấy không có giúp. Trải gì cũng mắc hơn không. Nhưng hello. Ăn này không? Không ăn nha. Hai hết rồi, con lên hai đi. Lên chị hai đi. Bé. Sao cục cưng của má mấy đâu? Sao nó cục cưng của má mấy đâu? Chị cho má cái coi coi. Cục cưng của má mấy đâu? Mẹ đâu? Mẹ đâu? Chỉ mẹ kìa. Mẹ đẹp đâu? Ăn à. Mẹ ăn được. Mẹ đâu? Mình định làm cái video hát karaoke nha. Hát giọng thường xuyên thì cái giọng mình nó trong, mà hát mà không có hát riết á, cái giọng mình nó ồ hát không được. Lâu quá không hát karaoke. Chắc tối nay quay cái video karaoke. Sunny, hello mọi người đi. Cho nói đi. Anh không mắm mình gái. Mọi người thấy ảnh trong ai? Đứng lên coi hả? Con khỉ hả con? Đây mẹ kìa. Không mắm mình gái này. Chụp chân của mình đâu, đâu, chụp chân của mắm đâu. Anh coi cái tivi đang phòng khách nặng lắm. Mà đã mất bị cái ghế cao quá thì anh phải nhướng lên. Mọi người thấy anh giống mình không? Giống giống bà anh không? Bà nội nó thấy giống quá mà gửi cái hình bên Colombia hồi ba nó còn nhỏ, hai cái hình y chang nhau. Mì con đấy. Mì con giống ba đẹp, bởi vậy ba thương mì con. Còn mì xanh giống mami, bởi vậy mami thương mì xanh. Mì xanh giống mami, bởi vậy mami thương mì xanh. Cái mì hỏi chứ em giống mami vậy nó mập. Nó mập. Nhập. Mami mập. Mami mập lắm hả? Mập. Cái tạng của mình giờ tròn tròn vậy chứ không có xuống nổi à. Mà phía ngoài của mình á, mấy dì với má nào mẫm mỉm hết à, người nào người nấy mẫm mỉm không à. Mua không? Hả? Nữa hả con? Chứ muốn ăn nữa hả? Bầu, hồi xanh ăn ngon dữ vậy hả ta? Ngon không? Quạc. Còn con ếch nó kêu sao? Rà bập. Còn con vịt kêu quạc. Con này con ếch kêu rà bập. Ok, thôi mình xin kết thúc video tại đây nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Xin chào đi con. Xin chào, love you. Bye bye. Bye bye. Bye bye.
Love you, love you, love you. Này. Love you, okay.